mua 6 tỷ một mẫu, đến khi bán 3 tỷ thì lại không ai thèm. Xin chào mọi người, lại là Lý đây. Hôm nay Lý sẽ dẫn mọi người đi tham quan một khu đất với mức giá dao động từ 6 đến 8 tỷ một héc. Và trước mặt các bạn là một dòng sông được bao quanh khu vực đất. Những người chủ nơi đây đã có giai đoạn đã từng bỏ ra ngần ấy số tiền, nhưng bây giờ lại chết đứng. Vì vốn dĩ ngày trước khu vực này toàn bộ là cây lâu năm và địa hình núi cao với dòng sông chảy dài lúc nãy chúng ta vừa thấy bao quanh khu đất này. Lý do họ phải bán đổ bán tháo là vì khu đất này vừa có sự thay đổi quy hoạch. Tất cả màu cây lâu năm được biến thành màu cam của khu du lịch thương mại dịch vụ. Vậy là giờ đây những nhà đầu tư này đang ôm hận. Có những người mua bằng cả số tiền dành dụm của đời mình, có những người vay người thân, bạn bè và gia đình, và cũng có những người chơi khô máu luôn. Họ vay ngân hàng và bây giờ họ phải cắm đầu trả nợ. Đất thì không bán được, lãi suất càng ngày càng tăng. Mỗi tháng trôi qua đều là gánh nặng đối với gia đình họ. Có những gia đình vợ con ly tán, âu cũng chỉ vì đất. Bất động sản làm cho những người từ bình thường biến thành đại gia, nhưng cũng có thể làm cho những người từ bình thường biến thành vô sản. Bước vào thị trường này, các bạn phải hiểu rõ nguyên tắc của nó và đầu tư theo kiến thức của bạn. Đừng nghe bất kỳ ai hứa hẹn, vì đồng tiền của bạn là của bạn, không ai sẽ chịu trách nhiệm với nó hơn chính bạn.